Đây á, mình bị mất ngủ, không thể nào ngủ được trong vòng một năm trời. Cũng nghe một vài người nói là tập yoga thì tốt cho sức khỏe, thì thôi mình cũng thử. Thử thì trong 3 tháng đầu thấy cơ thể mình ok, ngủ được, tinh thần sảng khoái, yêu đời hơn hồi lúc trước, thì mình theo luôn đến bây giờ. Lần đầu tiên mình đến á, sang trọng quá. Với lại là nhân viên ở đây khi mà nhìn thấy mình, cũng họ cũng chưa biết mình là ai mà cũng nhiệt tình chào đón, thăm hỏi. Mình cảm thấy thân thiện, làm cho mình thấy mình thích.